Trời, ngay chỗ cái góc đường này luôn nè anh chị. Ngày 29 tháng 2 nó theo cái chu kỳ 4 năm một lần, tức là theo cái năm mà chỉ cần nhớ là cái năm bầu cử tổng thống Mỹ. Một cái khẩu súng thần công để ngay chỗ cái cửa cổng bến phà Thủ Thiêm, ngay chỗ cây đa bây giờ vẫn còn. Dạ, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt trên đường Cách mạng tháng 8, và bên kia đường là nhà hát Trống Đồng hả anh chị, xéo xéo bên đó là Nguyễn Du đó. Dạ, buổi chiều ngày hôm nay em mời cô chú anh chị cùng em mình đi cập nhật lại một số đường, một cái đoạn đường của quận Nhất hả anh chị, chứ không phải là một số, em có sự nhầm lẫn trong cái từ. Và đầu video thì em cũng xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và cũng thật bình an trong cuộc sống anh chị. Đây là đường Cách mạng tháng 8 và em đang hướng về ngã 6 Phù Đổng An Dương Vương anh chị, ngã 6 Phù Đổng. Có một cái tượng thánh giống người cởi con ngựa và cái cây tre. Thì đây là cái đoạn cuối của đường Cách mạng tháng 8. Khu vực này cũng đóng cửa tè le luôn nè, đâu phải quận Nhất là giàu anh chị, bên kia đường cũng vậy, bên này cũng vậy nữa nè. Trong mé đó anh chị, dán bảng cho thuê, bà con ở đây nè cũng vất vả, không phải cứ quận Nhất là giàu. Có cái bức tượng thánh giống anh chị, ngã 6 Sài Gòn. Phía xa xa bên kia là khách sạn New World Spa Bus. Cặp bên tay phải em là Lê Thị Riêng, đường Lê Thị Riêng của quận 1. Tới nữa là đường Nguyễn Trãi là đoạn cuối, và còn đi thẳng là Nguyễn Thị Nghĩa, mình lên cầu Ông Lãnh. Phía sau lưng em là Cách mạng tháng 8 đó. Đây thì đường Lý Tự Trọng. Buổi chiều ngày hôm nay mình đi cập nhật đường Lý Tự Trọng anh chị. Còn cái đoạn đường bên đây là Phạm Hồng Thái, mình đi ra công viên ngay chỗ chợ Bến Thành. Chưa dễ thương bên kia đường anh chị thấy dáng, ô trời, ngay chỗ cái góc đường này luôn nè anh chị. Mía VN ở đây toàn là khu đại gia không nè, đóng cửa nè, khu nhà giàu kế bên cái chơi vậy nè. Hồi trước thì ở đây bán xe mô tô rồi nhiều lắm. Còn kìa, những cái cửa hàng xe Honda, xe mô tô, dời mặt bằng, đóng cửa nặng trần côn. Và dạ, ở đây thuộc Lý Tự Trọng của phường Bến Thành hả anh chị, quận 1. Trời chiều bây giờ cũng 3:40 rồi, 3:40. Đặc biệt nay là ngày 29 tháng chị, ngày 29 tháng 2. Thì hồi nào giờ em không để ý đâu, có một cái quan niệm, có một cái quan niệm là mình đến nó đóng cửa nó kẹt rồi rồi ngay góc đường. Có một cái quan niệm là tháng 2 là chỉ có 28 ngày, nhưng mà gần đây mới chợt nhận biết ra, anh chị cũng comment chia sẻ, đó chính là cứ 4 năm một lần, cứ ngày tổng thống bầu cử tổng thống Mỹ. Nhà hàng Nhật Bản. Cho thuê nhà. Dạ, đường này là đường Trương Định, dán biển nhiều quá chừng không biết cái nào để gọi luôn. Đây là khách sạn.
đường Lý Tự Trọng này ngày xưa giờ luôn hả anh chị? Thời Pháp là nó những cái con đường số, rồi bắt đầu là những cái tên tiếng Pháp. Sau này thời Việt Nam Cộng Hòa đặt tên đường Lý Tự Trọng, đổi luôn, để luôn tới giờ, hết hồn cha nội. Quanh vô mà cho bóp kẹn chứ gì. Để luôn tới giờ hả anh chị? Sài Gòn thì em biết có con đường Lý Tự Trọng nè, đường Hàm Nghi. Những cái con đường mà lâu đời không có bị đổi tên, sang sửa quá chừng. Ở đây thì mình chạy thẳng ra luôn là đường Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng là cái chỗ có cái hàng cây cổ thụ năm xưa, trước khi mà xây cái cầu Ba Son đó anh chị. Giờ xây cái cầu lên thì chặt hết những cái hàng cây đó rồi. Trước mặt anh chị là Cụ Phó Hưng. Cụ Phó Hưng thì con đường này buổi tối có nhiều chân dài làm những cái tiệm hớt tóc nữa anh chị, hớt tóc máy lạnh hoạt động vào ban đêm nhiều. Quay lại cái ngày 29 tháng 2 thì cũng có một vị khán giả cứ chia sẻ là ngày 29 tháng 2 nó theo cái chu kỳ 4 năm một lần, tức là theo cái năm mà chỉ cần nhớ là cái năm bầu cử tổng thống Mỹ. Và thì cái đó là năm đó sẽ là có ngày 29 tháng 2. Ngày xưa giờ em chỉ là ninh trong đầu là ngày 28 thôi. Thì khi mà mới biết ngày 29 á, mình cũng bất ngờ lắm, kiểu như là lạ lẫm lắm vậy đó. Nhưng thật ra đó là một cái điều có từ hồi trước tới giờ rồi mà không để ý. Đường Nguyễn Trung Trực, một trong những cái con đường quanh quẩn ở trung tâm Sài Gòn. Ở đây người nước ngoài người ta đi bộ rất là nhiều, buổi tối đặc biệt là buổi tối người ta đi chơi đi bộ. Thi áo dài năm 2024, đó là Viện Khoa học Tổng hợp mé bên tay phải em, không kịp đưa cái camera qua. Còn trước mặt anh chị là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, mình rẽ phải là mình ra đại lộ Lê Lợi rồi Sài Gòn Central. Nam Kỳ Khởi Nghĩa này đầu đường là ngay chỗ cầu Công Lý, qua cầu Công Lý bên kia là Nguyễn Văn Cẩu hướng về Tân Bình. Này Nam Kỳ Khởi Nghĩa chạy ra đụng Hàm Nghi, mình thẳng ra luôn là tới Hàm Nghi. Khúc bên kia không biết là còn Nam Kỳ Khởi Nghĩa hay là hết, em chưa đi cái khúc đó nữa. Thì mình đi thẳng ra là đường Võ Văn Kiệt hết chị. Còn đây là bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh. Khi nãy đi ngang em có thấy một cái khẩu súng thành công để ngay chỗ cái cửa cổng. Cách nước ngoài người ta đi bây giờ tuy rằng cũng xuống rồi nhưng mà phụ nữ Việt Nam mình không có ai mà đủ khả năng như họ đâu. Họ mặc áo hai dây, có quần ngắn ngủn luôn, họ đi dưới nắng, còn đi trong nắng cười nói vui vẻ. Người Việt mình mấy cô Việt Nam chiếc trực thăng. Trời ơi, góc đường nó cũng đe tua nguyên một cái mặt tiền kiosk đó. Người Việt của mình không có mấy ai mà dám đi vậy anh chị, tại vì da của mình á, da người Việt của mình dễ bị nắng ăn, thâm đen. Quân đội nhân dân Việt Nam bồ câu. Viện Khoa học Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh,
Còn đây là đường Đồng Khởi và cọng cà phê ở dưới cũng sửa chữa gì bao tùm lum. Đường Đồng Khởi anh chị, Đồng Khởi bên này là Vincom Đồng Khởi. Đường Đồng Khởi trước năm 75 thời Việt Nam Cộng Hòa thì đó là đường tự do. Những cái tư liệu em đọc được. Đường Trần Đại Nghị á, trung học phổ thông trường Chiêm. Này buôn bán tấp nập luôn nè. Bán vỉa hè thì bán lề đường, bán nước nôi, đồ ăn vặt. Và còn đây là Hai Bà Trưng. Xe cộ nhiều, xe du lịch không à, tại vì đường một chiều hả anh chị. Bệnh viện Nhi Đồng phía bên tay trái anh chị nè. Đây là bệnh viện Nhi Đồng 2, Thái Văn Lung, cái ngã ba bên tay phải em. Bệnh viện Nhi Đồng 2 nằm ở đây. Bệnh viện Nhi Đồng 1 nằm ở đường Lý Thái Tổ. Và trời ơi, có những cái hình ảnh thấy là xót nhưng mà em cũng không có chia sẻ ngang anh chị. Cô chú mình chắc là nuôi những đứa con đứa cháu gì đó, chờ những phần từ thiện người ta đội nắng đang ngồi đó, nhìn rất là tội luôn anh chị. Đường này là Chu Mạnh Trinh, đi thẳng ra nữa thì đó là đường Tôn Đức Thắng. Khúc này còn Tôn Đức Thắng anh chị, chứ chưa có tới Đinh Tiên Hoàng á. Đinh Tiên Hoàng là cắt ngang cái đường gì đối diện với cái Thảo Cầm Viên, chân cầu Ba Son nè. Trên cầu Ba Son đó, hồi trước ở đây là cái hàng cây cổ thụ rất là lớn. Trưa nắng là mát lắm đó, đó cũng là nơi tập trung của những cái chú những bác chạy xe ba gác. Trưa nắng người ta nghỉ mệt ở đây nè, rồi những chú xe ôm đó. Thì thời đó là em lên đây rồi, tại vì hàng cây mới đốn đây có một vài năm thôi, em lên Sài Gòn nay hơn 20 năm hả anh chị. Cho nên là cái hàng cây đó em còn tận mắt chứng kiến rồi. Méo ngoài bến Bạch Đằng đó, cái khúc đằng này là công xưởng, nhà xưởng Ba Son. Đi tới một đoạn nữa thì có cái chỗ mà trưng bày những khẩu súng thần công đó, rồi một cái hàng phượng nhìn rất là đẹp, cổ xưa. Thật ra bây giờ tìm lên mạng lại thấy những ngày xưa đi ngang thấy những cái tấm hình đó thì nó quá bình thường đi, cái hình ảnh đó thì quá bình thường, nhưng mà lúc đó thực sự là cũng không có cái thiết bị để lưu giữ lại. Hồi trước là điện thoại là không có phổ biến như bây giờ anh chị, máy chụp hình cũng không có, chưa có hiểu biết gì tới nhiều đâu. Bây giờ nhìn lại những cái hình ảnh nó chụp ở trong là những cái băng đá ngồi, rồi những cái súng thần công, ngéo ngoài có những cái cây phượng. Tuy rằng bây giờ là nó không có hiện đại, nó đẹp đẽ, nhưng mà nó cổ xưa quá, nhìn nó đẹp lắm. Đó. Trước mặt anh chị ngày xưa đó là những cái hàng súng thần công. Đi tới nữa thì bến phà Thủ Thiêm, ngay chỗ cây đa bây giờ vẫn còn cái bến đó anh chị.
tại vì ngay đó có cây đa và người Việt Nam mình có cái phong tục tín ngưỡng về linh thiêng anh chị, có thờ có thiêng ở đó, người ta cũng trưng những cái tượng Phật Quan Âm rồi những cái ông thần tài thổ địa ngay chỗ gốc cây đa đó hiện tại bây giờ luôn. Khi mà sang sửa lại cái chỗ bến Bạch Đằng đó, nhưng mà người ta cũng không dẹp, người ta không chặt cây đa đó, cũng không có dời những cái bức tượng Phật đó, người ta dời là dời một mé thôi, khi mà xong rồi người ta trả lại cái vị trí cũ. Cho nên là cái chỗ đó là bên cái bến phà Thủ Thiêm của bên bến Bạch Đằng này vẫn còn. Em đang chạy ở đây là đường Tôn Đức Thắng nè, hướng về công trường Mê Linh, có tượng Đức Thánh Trần chỉ tay ra sông Bình Đằng, sông Sài Gòn, bến Bình Đằng. Bây giờ thì được trưng trang đèn hoa rất nhiều, hiện đại. Ở đó thì được cô bác hầu như hàng ngày cũng có chú bảo vệ canh giữ, tức là nhang khói thì ngày nào cũng có, lúc nào cũng có anh chị. Cũng như là những cái dòng hoa, cô bác mình từ trung niên cho tới là những bậc tiền bối hay lại đó là thắp hương. Và công trường Mê Linh đó anh chị, Đức Thánh Trần thì suốt ngày luôn đó, đặc biệt là những cái ngày lễ Tết rồi đó. Thì đây là một trong những cái bức tượng mà được chăm sóc kỹ lưỡng nhất của thành phố anh chị. Dạ rồi, video em chia sẻ đến đây là cũng xin kết thúc anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm và ủng hộ. Em chào anh chị.